Hello điện tử Tám Hoa xin mến chào toàn thể anh em. Vâng, trở lại với clip buổi chiều ngày 28 tháng 10 năm 2020. Vâng, ở clip này bên em tiếp tục giới thiệu hàng vừa cập bến. Vâng, trước ống kính toàn thể anh em, đây là những quả súp hơi hàng bãi xịn. Vâng, buổi chiều nay bên em về được 4 quả, 1 quả, 2 quả này. 3 quả, 4 quả các bác nhá, 4 quả. Vâng, những dòng súp này thì rất nhiều bác đang có nhu cầu, sở hữu cho gia đình một cái dòng súp chất. Vâng, rất nhiều bác tìm dòng súp Audio Center. Thì hôm nay ngày 28 tháng 10 năm 2020, hôm nay bên em mới về được 4 quả thôi. À, không có nhiều, chỉ có 4 quả các bác nhá. Thì đây là một dòng súp bát 50 bát mặt anh em nhá. Bát 50 bát mặt, thùng gỗ, sơn sần cát. Đó là đặc trưng của là dòng Audio Center. Thì chia sẻ với anh em là hàng về còn nguyên mộc bãi này. Đấy. Đấy, quả này thì bên em sẽ cho nước vào lau chùi. Sẽ đánh đi sạch. Và đây là cái nội thất của chiếc súp hơi Audio Center. Bốn xung quanh đều có bông tiêu âm. Thì súp chất hay không là các bác chỉ cần nhìn cái dây kết nối là các bác biết. Dây này rất là to luôn. Dây này các bác có thể đi được vào đường điện trục chính. Đường điện trục chính nhà mình. Dây nó quá khủng luôn. Ok, thùng vách rất là chắc chắn. Vâng, Audio Center thì bao giờ nó cũng là trên cửa B3. Nó là trên cửa B3 nhé, bởi vì nó là dòng thương hiệu của Tây Ban Nha. Đấy. Thùng gỗ sơn sần cát. Thì chia sẻ với các bác là dòng súp B3 thì thường thường súp B3, loa B3. Thì cái thùng của nó thì thường thường là bao giờ nó cũng là thùng gỗ ép hoặc là thùng giấy ép. Đấy. Gỗ ép hoặc giấy ép các bác chỉ cần để vào nước là nó sẽ phồng lên này. Còn cái dòng thùng gỗ này thì các bác để vào nước mái thoải luôn. Đấy. Vâng, em quay bên ngoài rìa đường ngoài hiên. Đó là xe cộ đi qua rất là nhiều, tiếng ồn lớn. Anh em các bác thông cảm nhé. Vâng, em đo sơ qua cái chiều ngang, chiều sâu, chiều cao của súp, cân nặng để anh em chúng ta lắm được nhá. Ok, đây là chiều ngang của quả súp hơi Audio Center, mã là PF118B. Đó. Chiều ngang là 70 cm. Chiều sâu của súp là 65 cm. Vâng, chiều sâu là 65. Và chiều cao của súp là 57 cm. Ok. Và trọng lượng cân nặng. Vâng, trọng lượng cân nặng thì là nó rơi vào khoảng trên dưới 50 kg anh em nhá. Vâng, rất nặng. Vâng, đây là chiếc súp có tên là Audio Center này. Đấy, mã của sản phẩm là PF118B, trở kháng 8 ohm và công suất là 600W. Với độ nhạy của dòng súp này nó lên đến 124 decibel. Đấy. Và đây là sơ di này. Hai cổng giác kết nối bằng giác lưu trích, 1+1-, 2+2-. Đấy. Dòng này rất là chất. Vâng, rất là chất. Ok, bên em về được 4 quả. Và lát nữa em sẽ báo giá luôn cho anh em. Đấy, súp chất, đây là cái bát của nó này. Đấy. Bát 50. Từ 220 và côn 100. Đấy. Audio Center này. Đấy. Mã số của nó này. Thì cái tem này thì chia sẻ với anh em là cũng có cái nó còn nhá. Cái tem này này. À, cũng có cái còn, cũng có nó bong mất các bác nhá. Đây là cái tem của hãng họ dán trên cái mặt bích của cái từ này.
Đấy. Từ 220 côn 100. À, khung xương thì rất là chắc chắn rồi. Đấy. Center thì bao giờ nó cũng có cái tem này này. Đấy, anh em để ý. Nó không có cái tem này nó bị bong nhá. Cũng có cái còn cái không còn đâu anh em ạ. Đấy, nhưng mà cái này là bắt buộc là phải còn. Đấy. Hàng còn zin xịn 100% các bác nhá. À. Riêng hàng họ các bác lấy bên em thì các bác yên tâm, 100% hàng rất là xịn sò đẹp. À, đây này. Đấy. Màng giấy gân vải này, gân vải 33 sóng này. Đấy, màng giấy gân vải 33 sóng nhá. Hàng xịn sò 100% nhá. Về thùng vách và đó, về thùng vách về bát nước là bên em bao zin bao xịn bao đẹp cho anh em nhá. Đấy. Ok. Rất là lạ. Ok, giá của chiếc súp hơi Audio Center PF 118B. Vâng, giá 6 triệu 8 anh em nhá, giá 6 triệu 800 ngàn đồng cho một quả súp hơi. Vâng. Bát mặt, đây là một dòng súp hơi bát 50 bát mặt. Vâng, giá 6 triệu 8. Zin xịn 100%. Vâng, giá 6 triệu 8. Anh em có nhu cầu xin hãy liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Trung tâm điện tử Tấm Hoa, địa chỉ tại Thị Tứ, Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Vâng, cái thời gian vừa qua rất nhiều bác đang muốn sở hữu dòng súp Audio Center. Vâng, thì hôm nay ngày 28 tháng 10 năm 2020 bên em về 4 quả nhá. Các bác có nhu cầu xin hãy liên hệ cho bên em. Đấy, bên em bao zin xịn 100%, bao zin bao đẹp cho anh em. Giá 6 triệu 800 ngàn đồng. Ok, sở hữu ngay được một quả súp hơi bát 50 bát mặt. Đấy. Ok. Đấy, bên trong tiêu âm này. Đấy, các bác nhìn. Các bác chỉ cần ngắm nhìn cái nội thất của nó là các bác biết nó chất hay nó không chất rồi. Đấy. Hàng rất là ok nhá. Đấy. Phải nói là họ làm một cái nội thất rất là kỳ công. Ok, đến đây em xin tạm dừng video ở đây. Xin hẹn gặp lại các bác cũng như toàn thể anh em vào những cái clip sau. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại.